Xin chào tất cả mọi người nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ kênh mình trong thời gian đã qua. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bản ngọc chuẩn cho Oma nha. Và chi tiết bản ngọc chúng ta sẽ lên như sau. Chúng ta sẽ lên cho mình là tốc đánh 1%, máu tối đa là 33.7 và giáp là 2.3. Cho bản ngọc đỏ 10 viên cho mình luôn nha. Đây là bản ngọc chuẩn mà các bạn có thể là leo rank tất cả các mỗi rank cũng như là khắc chế cái tướng địch rất là hiệu quả nha. Và về phần bản ngọc tím á, thì chúng ta sẽ lên là công vật lý nè và tốc chạy. Công vật lý 1.6, tốc chạy là 1%, 10 viên cho bản ngọc tím luôn nha. Đây, bản ngọc của mình đang lên nha. Và về phần bản ngọc lục thì chúng ta sẽ lên là máu tối đa cũng như là giảm hồi chiêu cho Oma. Đây, bản ngọc này nè các bạn, bản ngọc lục 10 viên luôn nha. Và chúng ta sẽ có cái bản ngọc chuẩn nhất của Oma về thuộc tính chung mà chúng ta đã lên nè. Công vật lý 16, giáp 23, máu tối đa là 712, tốc chạy cũng như là tốc đánh là 10%, giảm hồi chiêu là 6% cho Oma nha. Kính chúc mọi người dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Đừng quên để lại nút like, nút đăng ký cũng như là những cái phiêu link comment của mọi người ở phía dưới video clip của mình nha. Hẹn gặp mọi người trong những video clip sau.